trở lại với buổi kể chuyện sách cổ học tinh hoa. Hôm nay mình xin kể các bạn nghe câu chuyện Mua Nghĩa. Có một người nọ tên là Mạnh Thường Quân, nhà rất là giàu và ông cho rất là nhiều người vay mượn. Một hôm ông mới sai người làm của mình đi đòi nợ. Thế thì người trước khi đi, người làm mới hỏi ông rằng: "Thưa ngài, tiền nợ tôi đòi lại, ngài muốn dùng để làm gì?" Thì Mạnh Thường Quân mới nói: "Ngươi xem trong nhà ta thiếu gì thì hãy mua thứ đó vậy." Thế là người này mới kêu gọi tất cả các con nợ lại và bảo họ rằng: "Các người nợ chủ ta bao nhiêu thì Mạnh Thường Quân nhà ta sẽ sẵn sàng cho các người tất cả." Nói rồi ông đem toàn bộ các giấy nợ ra mà đốt sạch. Khi ông trở về thì ông mới nói với Mạnh Thường Quân rằng: "Thưa ngài, tôi xét thấy nhà chúng ta không thiếu thứ chi cả, kho báu thì đầy đủ, chó ngựa thì đầy chuồng và người đẹp thì đầy nhà, cho nên rất là đầy đủ rồi, không có thiếu chứ thiếu thứ chi, mà chỉ có thiếu một cái thứ là nghĩa thôi. Cho nên tôi mới dùng tất cả các số tiền đòi nợ đó mà mua nghĩa về cho ngài." Một thời gian rất lâu sau, khi Mạnh Thường Quân bị bãi quan và đày khỏi triều đình, thì ông nhân dân những người thiếu nợ của ông ngày trước khi đó mới rất là nhớ ơn ông, mới đón rước ông về và yêu thương ông và mời ông về làng của mình. Thì khi đó Mạnh Thường Quân mới nói: "Đúng là ngày trước người mua nghĩa cho ta, bây giờ ta mới thấy được kết quả của nó." Thì trong câu chuyện này chúng ta mới thấy là cái nghĩa nó trọng hơn là của cải, kho báu, vật chất trước mắt. Bởi vì của cải và vật chất xài rồi thì sẽ hết, nhưng cái nghĩa thì nó sẽ còn mãi. Nếu khi ta giàu mà ta chỉ biết vơ vét hưởng lợi cho bản thân mà nghĩ suy nghĩ là nó thành giữ cho bản thân được về lâu về dài thì quả là sai lầm, bởi vì khi đó chúng ta sẽ bị rất là nhiều người ghen ghét và có thể gây thù oán với người khác. Nhưng nếu chúng ta biết lẽ, là người biết lẽ, chúng ta ăn ở có nghĩa khí, ăn ở thiện lương, làm việc phải, làm việc đúng, tích góp công đức, gây ơn huệ và giúp người, thì chắc chắn sau này khi ta có suy biến, yếu thế, yếu cơ, thì chắc chắn sẽ có nơi nương tựa và có người giúp đỡ. Bởi thế, trong sơ đồ của mình có hai nhánh của sự vật chất của cải. Nếu mà chúng ta đã có cuộc sống đầy đủ rồi, có của cải ăn no để ở rồi, thì chúng ta cần phải tích nghĩa cho bản thân mình. Như thế thì chúng ta mới có sự hạnh phúc lâu dài. Còn nếu chúng ta không tích nghĩa cho bản thân và cho gia đình mình, thì sớm hay muộn chúng ta cũng sẽ trở nên một con người bất hạnh. Những người đi làm ngày nay, khi vào một công ty thì nếu chỉ biết bòn rút công ty, đem lợi nhuận của công ty về cho bản thân mình, thì 2-3 năm sau chắc chắn sẽ có nhà cao cửa rộng, biệt thự xe hơi rất là đẹp, nhưng công ty đó đã bị bòn rút hết rồi thì sẽ bị phá sản, và những người nhân viên làm trong đó thì cũng chẳng còn chỗ để làm đấy. Cái đấy gọi là không nghĩ đến xã hội và những người xung quanh. Cái đấy là việc không biết làm việc nghĩa, chỉ biết hưởng lợi, cái lợi trước mắt cho bản thân mình mà thôi. Vậy thì kinh doanh làm giàu để làm gì? Sống bất nhân bất nghĩa, sống vô đạo đức như vậy thì sau này chúng ta có ai để mà tin tưởng được không? Sau này có ai giúp đỡ mình được không? Rồi những người nông dân ngày nay khi mà chỉ thấy cái lợi trước mắt, rồi trồng rau sạch cho gia đình họ hàng mình ăn, còn khi mà đem bán ra ngoài cho người khác ăn thì xịt các loại thuốc trừ sâu
thuốc bảo quản, thuốc đủ thứ các loại thuốc trên đời để giúp cây trái tăng trưởng rồi bán ra ngoài. Lúc đó thì hại người, và hại không những hại người mà còn hại môi trường xã hội, bởi vì thật sự 1% của các loại thuốc ấy đi vào để diệt côn trùng thôi, còn 99% còn lại của các loại thuốc thì nó sẽ thấm vào hoa quả, rau cây trái để cho người khác ăn, thì người khác sẽ bị bệnh, xã hội sẽ đi xuống và cũng ảnh hưởng đến môi trường nữa. Vậy làm như vậy thì đã diệt đi rất là nhiều nghĩa khí cho bản thân rồi. Vậy bản thân ta có sống, đã sống có nghĩa chưa? Đối với người đi trước, ta có kính trọng, có chăm sóc, kính cha, trọng mẹ chưa? Đối với những người xung quanh của mình thì ta có sống chân thật và không làm những việc lừa dối, sống chân thành và không câu nệ không? Nếu chưa thì hãy cố gắng sống yêu thương chân thật và đẹp đạo đức, hiểu và yêu mọi người các bạn nhé. Câu chuyện xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Mình xin hẹn gặp lại các bạn trong câu chuyện tiếp theo. Bye bye.